Ban tổ chức cuộc thi tìm hiểu 75 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân của huyện Nghi Xuân vừa tổ chức trao một giải nhất, một giải nhì, một giải ba và hai giải khuyến khích cho các tác giả đạt giải. Cuộc thi tìm hiểu 75 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam, 15 năm ngày Hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc do huyện đoàn Nghi Xuân phối hợp với Công an huyện tổ chức nhằm tuyên truyền sâu rộng trong đội ngũ đoàn viên thanh niên về chặng đường lịch sử vẻ vang, truyền thống hào hùng trong suốt 75 năm xây dựng và trưởng thành của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam và 15 năm ngày Hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Sau 2 tháng phát động, cuộc thi đã thu hút được 400 tác phẩm của 400 tác giả là các thanh thiếu niên ở các xã thị trấn. Trong đó, nhiều tác phẩm đã có sự đầu tư công phu, sáng tạo, phong phú cả về nội dung và hình thức trình bày, thể hiện trình độ, kiến thức cũng như tâm huyết của bài dự thi. Ban tổ chức đã tổ chức chấm bài dự thi một cách khách quan, bài bản, chính xác, đảm bảo minh bạch, công bằng theo đúng tiêu chí và thang điểm.